Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của XT Mobile. LG V50 là một con máy mình thấy khá là ít trong cái mức giá tầm 4 triệu mà nó lại được trang bị tới con chip đó là Snapdragon 855, rồi có thiết kế cao cấp, màn hình đẹp, camera xịn sò. Và thường mình thấy trong cái mức giá này thì đa số những con máy flagship cũ ấy, thì cũng chỉ được trang bị tối đa là con chip Snapdragon 845 thôi. Nhưng mình biết là rất nhiều anh em đang lăn tăn đến việc là những con máy đến từ LG sẽ bị bóp hiệu năng so với những con máy chạy con chip trung tầm. Thì điều này đối với LG từ trước tới giờ thì mình thấy nó cũng đúng thôi. Nhưng mà với mức giá rẻ như thế này thì có nên mua con LG V50 này để chín game hay là không? Và hiệu năng nó có bị bóp quá nhiều hay là không? Vậy thì hãy cùng mình bắt đầu test game trên con này, xem thử là khả năng giữ FPS, thời lượng pin cũng như là nhiệt độ nó như thế nào. Và hai tựa game hôm nay mình sẽ test đó chính là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Và mình sẽ test với tựa game là Liên Quân Mobile trước nhé. Các bạn có thể tham khảo LG V50 hoặc là LG V40 tại XT Mobile. Hiện nay thì đang có rất là nhiều khuyến mại rất là hấp dẫn, cho nên là các bạn nên nhanh tay nhé. Ok, mình đã vào được game và mình sẽ show cái mức setting cho các bạn xem. Thì ở đây mình sẽ bật mức đồ họa là HD là siêu cao, chất lượng hình ảnh là cao này, chất lượng chi tiết thì nó cũng cao luôn. Và ở dưới này FPS thì mình cũng sẽ bật là cao luôn nhé, gần như là max setting rồi. Và mình sẽ tìm một trận đấu đi. Rồi, và bây giờ mình cũng đã vào được game và mình cũng bắt đầu tính giờ đi. Hiện tại thì mức pin đầu trận đấu sẽ là 63% nhé. Mình cũng sẽ tiến hành đo nhiệt độ xem là nhiệt độ đầu game sẽ là bao nhiêu. Nhiệt độ phần mặt trước sẽ loanh quanh khoảng là 35.5. Phía sau mặt lưng này nó sẽ dao động khoảng là cũng sẽ là khoảng hơn 35-36. Ok, chiến thôi. Trận này thì mình sẽ chơi vai trò đi rừng. Mới đầu game thì tất nhiên FPS nó cũng sẽ loanh quanh ở mức 60 thôi, sẽ không hề có hiện tượng tụt FPS nào xảy ra trong cái đầu trận đấu như thế này. Và cái khả năng thể hiện độ họa của nó cũng rất là tốt, độ bóng các thứ này. Và với thiết kế của con LG V50 này thì cái cảm giác cầm nắm cũng rất là thoải mái nhé. Các phần viền thì nó cũng sẽ không có dày quá hoặc là không có mỏng quá, cho nên là cái cảm giác cầm nắm khi mà tì vào để chơi game này cực kỳ là thoải mái, không hề bị cấn tay vào màn hình. Đối với những con máy LG như thế này, cho dù nó có bị bóp hiệu năng đi chăng nữa thì với con chip Snapdragon 855, với những tựa game như thế này thì nó cũng cân nhẹ nhàng hoàn toàn là bình thường thôi, chẳng sao đâu. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái khả năng chiến game trên con này. Mua về chiến Liên Quân Mobile hoặc là Liên Tinh Minh Tốc Chiến thì cực kỳ là ngon. Ok, ok. Các bạn có thể thấy này, vào combat nhưng mà FPS nó vẫn sẽ duy trì ở mức là 60-61 nhé, không hề bị drop một FPS nào luôn. Hiện tại FPS cũng đang duy trì rất là ngon. Ui ui, kia. Các bạn cũng thông cảm cho mình nhé, lâu rồi mình không chơi Liên Quân Mobile cho nên là đánh nó sẽ hơi gà một chút. Đấy, bật ulti chơi luôn này. Mình đang đánh thường cho nên là những trận game nó sẽ hơi dễ một chút. Ây. Giết nó luôn. Chạy. Ok, về phần máu thôi. Ok, và bây giờ là phút thứ 5 thì mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ lại đi. Hiện tại thì mình thấy con máy nó cũng sẽ ấm nhẹ lên hơn một chút rồi. Và nhiệt độ sau mặt lưng sẽ là khoảng 38 độ. Phía mặt trên này sẽ là 40 độ nhé, 37 này, 39, 38, 40. Thì hiện tại nhiệt độ cao nhất sẽ là 40 độ. Nhưng theo mình thấy thì cái phần mặt lưng này nó sẽ ấm nhẹ hơn một chút thôi, cũng sẽ không quá là khó chịu. Đấy, chạy nhanh quá các bạn. Dù thế nào đi chăng nữa thì FPS nó vẫn sẽ duy trì rất là ổn định. Ê, chết. Ở kìa bố. Thôi, đi về. Đây này, giết nó luôn. Giết luôn.
Chết. Chia luôn, chia luôn, chia luôn. Ủa sao chạy vậy? Rồi để trụ đi. Chưa tới phút thứ 10 mà team mình đã phá đến gần đến nhà rồi. Ở kia đánh nhau đây này. Chết nó. Các bạn thấy không? Cho dù combat 7 8 người hay là 10 người đi chăng nữa thì FPS nó vẫn sẽ nằm ở mức là 60. Không hề có một hiện tượng là tụt FPS nào xảy ra. Đối với những con chip như là Snapdragon 845 ấy thì nó vẫn sẽ bị, với những cái trường hợp như thế này thì nó vẫn sẽ bị drop 1-2 FPS là ngon lắm rồi. Nhưng mà đối với con chip Snapdragon 855 này, cho dù bị bóp hiệu năng đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ mạnh hơn khá khá so với con chip Snapdragon 845 trên những con máy khác. Chứ nhiều bạn nói là Snapdragon 855 trên những dòng LG như thế này thì bằng Snapdragon 845 thì cái điều này không phải đâu nhé. Ok, bây giờ là phút thứ 10 rồi. Mình cũng sẽ tiến hành đo lại nhiệt độ đi. Nhiệt độ sau mặt lưng vẫn sẽ là khoảng mức là 40, bằng với lúc nãy thôi. Hiện tại thì nhiệt độ nó cũng sẽ loanh quanh ở mức 40, nó không có tăng thêm nữa. Khá là ngon. Ôi 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 ôi, thôi 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 thôi, không chơi không chơi. Không chơi không chơi. Một cân ba luôn này các bạn. Trận này may mắn là team địch quá gà thôi. Chạy làm sao được. Một cân ba, một cân ba. Tiếp tục. Một cân bốn. Game dễ thực sự luôn các bạn. Mình nói vui vậy thôi chứ nếu mà lên những rank như là kim cương hoặc là cao thủ thì khá là khó đánh. Thằng này nãy giờ áp cả. Thôi bỏ đi. Ôi chết 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 chết. Ôi hên quá, hên quá, hên quá. Thôi đi về. Giữ mạng đi các bạn. Các bạn thấy không? Cho dù con bát như thế nào thì chăng nữa thì FPS nó vẫn sẽ là 60 thôi. Không có gì có thể làm khó được con chip 855 này. Và sau khoảng 14 phút chơi game thì hiện tại mức pin nó đang tụt ở mức là 58%, khá là trâu. Và mình cũng sẽ tiến hành đo lại nhiệt độ đi. Mình nghĩ là nó cũng sẽ không quá là cao hơn đâu. Nhiệt độ bây giờ cũng sẽ là 40 thôi nhé. Đây 39. Từ 5 phút cho tới 15 phút thì nhiệt độ nó cũng sẽ loanh quanh ở mức 40. Cho nên là cho dù các bạn chơi cả tiếng đồng hồ đi chăng nữa thì mức nhiệt độ nó cũng sẽ như thế này thôi. Hiện tại thì mình ngồi đang còn ngồi phòng quạt và cái nhiệt độ sẽ khoảng là 27 cho tới 28 độ nhé. Cho nên là nếu như các bạn chơi trong những phòng điều hòa thì nhiệt độ nó cũng sẽ mát hơn khá là nhiều đấy. Ok, mình sẽ tới với tựa game tiếp theo, đó chính là PUBG Mobile. Ok, mình cũng đã vào được trận đấu và mình sẽ show mức setting cho các bạn xem. Thì mình sẽ chơi ở cái mức setting là mượt và FPS là cực độ. Ở dưới đây mình sẽ bật luôn là khử đăng cơ 2x nhé. Ok. Với cái mức setting này thì mình thấy rất là nhiều anh em chơi cho nên là mình cũng để mức setting này thôi. Nhưng mà đối với con LG V50 này thì nó vẫn sẽ bật được mức là HDR và cực độ nhé. Nhưng mà mình nghĩ thì chơi thì kiểu gì nó cũng sẽ bị drop FPS thôi. Và chơi những tựa game sinh tồn như thế này mà bật mắc đồ họa thì khá là khó nhìn địch. Cho nên là mình cũng sẽ chỉ chơi ở mức đồ họa này thôi. Cái điểm mình thích khi mà chơi những tựa game bắn súng trên con LG V50 này ấy, đó chính là về cặp loa kép của nó. Nó thể hiện khá là tốt nhé. Mình có thể bật mắc loa cho các bạn nghe này. Tiếng bước chân các thứ thì nó thể hiện cũng rất là rõ ràng. Tiếng bước chân trái phải rồi tiếng súng.
Và đặc biệt nữa đó chính là nó vẫn sẽ giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm. Cho nên là bạn nào có nhu cầu dùng tai nghe để chơi ấy, thì cắm vào nó, cái hiện tượng mà bị delay âm thanh thì sẽ hoàn toàn không hề bị xảy ra. À, mình nghe tiếng bước chân đâu đây? Đây đây đây. Đây chắc là con boss thôi. Đấy, biết có đồ gì không? Ngon, có cái giảm giật này. Hiện tại đầu game thì mình thấy FPS nó cũng sẽ duy trì hoàn toàn là ổn định. Chả có vấn đề gì xảy ra với con LG V50 này hết. Đây, 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 đây. Hên quá, hên quá. Đây, đây, đây. Làm sao? Làm sao? Hình như còn một thằng nữa hay sao ấy. Đấy, các bạn có thể thấy không? Thao tác của mình hoàn toàn là mượt mà, hoàn toàn là thoải mái. Cho nên là với cái tầm giá 4 triệu này để mà lựa chọn con LG V50 này về để chơi game, những cái tựa game như là PUBG Mobile như thế này hoặc là Lincoln Mobile ấy, thì đây là lựa chọn vô cùng hợp lý trong cái mức giá 4 triệu như thế này. Ở đâu nhỉ? Đấy, cái được một bạn. Mình tàu khựa các bạn. Bây giờ thì mình thấy FPS nó cũng bắt đầu tụt rồi. Dạ. Chết. Ui, đông thế nhở? Đây. Ôi, thằng nào lại dư bắn mình vậy? Đây. Thằng này con boss rồi. Này, thằng này lại dư bắn mình này. Khó chịu nhờ. Đâu rồi? Đâu nhỉ? À đây. Chết. Trời ơi. Non. Nãy giờ mình thấy FPS nó cũng sẽ bị drop đôi chút, nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu đâu. Drop nhẹ nhẹ thì chả sao. Mình sẽ tiến hành đo lại nhiệt độ thử xem nào. 38, 41, 41. Ok, gần 41. Vậy thì có nghĩa là đối với tựa game PUBG Mobile như thế này thì cái mức nhiệt độ nó sẽ cao hơn đối với tựa game Liên Quân Mobile khoảng 2 độ, 41 cho tới 42 độ thôi. Thì đây cũng là mức nhiệt độ khá là thấp chứ không có là cao đâu nhé. Rất là nhiều con máy lên mức nhiệt độ là 45, 46 độ là điều bình thường. Tới những vòng bo cuối này thì mình cảm thấy là FPS nó vẫn sẽ khá là ổn định. Vẫn có drop nhưng mà không drop sâu đâu nhé. Úi xồ ôi, sấy mù mắt.
khá là tiếc, bởi vì là bây giờ những cái phần mềm đo FPS thì nó đã tính phí hết rồi, cho nên là và cái mức phí nó cũng khá là cao, cho nên là mình cũng chưa có điều kiện để mà đầu tư. Mình sẽ nói ra cái cảm nhận khi mà mình chơi thôi. Chết rồi, còn 10 viên đạn. Chạy đi đâu? Đâu vậy, đâu vậy? Ôi trời ơi, non. Và cái nữa là... ấy, chết rồi. Ok. Và bây giờ mình đã được top 2. Mình sẽ tiến hành đo lại nhiệt độ đi. Mình nghĩ thì nó cũng loanh quanh 41, 42 thôi. 39 này. 39. Phía sau mặt lưng. Đây sẽ là 39.4, 39.5. Uầy, tức là nó đang còn mát hơn cái lúc nãy mình đo nữa các bạn ạ. Khá là ngon nhé. Ok, sau khi mà test hai cái tựa game là Lincoln Mobile và PUBG Mobile thì theo mình thấy con LG V50 với con chip Snapdragon 855 ở cái thời điểm hiện tại thì nó chiến game vẫn còn khá là ngon nhé. Đối với tựa game nhẹ nhàng như là Lincoln Mobile ấy, thì nó vẫn sẽ cho mức setting là cao nhất. Và mức FPS trong quá trình mình chơi cho dù là giao tranh 5 người đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ duy trì ở mức là 60, rất là ngon. Còn đối với tựa game là PUBG Mobile thì đôi lúc nó vẫn sẽ bị drop FPS. Theo mình cảm nhận thì nó cũng sẽ xuống khoảng tầm 55 thôi. Cho nên là về cái quá trình mình chơi và các thao tác thì nó vẫn sẽ hoàn toàn bình thường, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu. Và nhiệt độ nó cũng sẽ khá là thấp, khoảng là loanh quanh ở mức là 40 cho tới 42 độ thôi. Cho nên với cái mức giá 4 triệu này để mà mua con LG V50 này về để chơi game ấy thì đây sẽ là một lựa chọn khá là hợp lý nhé. Còn các bạn thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên để làm một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của XT Mobile nhé. Bye bye.